Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Và sau đây là một số tin thế giới đáng chú ý sáng nay. Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang California do bão lụt. Mỹ bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với khách từ Trung Quốc. COVID-19 làm trầm trọng thêm nguy cơ bạo lực súng đạn đối với trẻ em tại Mỹ. 5 người bị bắt ở Mexico vì bắt cóc và sát hại công dân Mỹ. Ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc. Và một số các bản tin khác mời quý vị chú ý theo dõi. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang California do bạo lụt. Vào ngày 10 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang California trong bối cảnh bang đông dân nhất của nước này liên tiếp hứng chịu những cơn bão mùa đông mạnh. Theo thông cáo của báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã chỉ thị cung cấp hỗ trợ liên bang cho chính quyền bang California và các địa phương nhằm đẩy mạnh nỗ lực ứng phó với những điều kiện thời tiết khẩn cấp do bão mùa đông gây lũ lụt và lở đất từ ngày 9 tháng 3. Ông Biden đồng ý nhiệm cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang điều phối các nỗ lực cứu trợ thiên tai tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão ở California và đồng thời cung cấp các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cần thiết. Trước đó một ngày, Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 21 trên 58 hạt để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và ứng phó thảm họa sau khi bang này hứng chịu nhiều trận bão tuyết đổ bộ gây ra mưa lớn và tuyết rơi dày gần mức cao kỷ lục. Trong ngày 10 tháng 3, bang này đã hứng chịu thêm một cơn bão mạnh khác kèm theo mưa lớn và nguy cơ lũ lụt. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo phần lớn bang California và cả bang Nevada ở phía Tây có thể ghi nhận lượng mưa xối xả gây ngập lụt, trong khi khu vực trung tâm ở phía Bắc của bang California có thể đối mặt với tuyết rơi dày. Mỹ bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 với khách từ Trung Quốc. Vào ngày 10 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đã dỡ bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Quyết định có hiệu lực đối với hành khách đến Mỹ trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau. Quy định này đã có hiệu lực với khách hàng đến Mỹ từ một số sân bay ở các nước khác, chẳng hạn sân bay quốc tế Hàn Quốc tại Seoul, sân bay quốc tế Toronto Pearson, sân bay quốc tế Vancouver ở Canada. Như vậy, từ ngày 10 tháng 3, trước khi lên chuyến bay đến Mỹ, hành khách từ Trung Quốc và các sân bay được chỉ định sẽ không còn phải xét nghiệm COVID-19 hoặc là trình giấy xác nhận đã mắc hoặc là khỏi COVID-19. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc bệnh, nhập viện và tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc đang giảm. Nhiều nước cũng đã nới lỏng các biện pháp hạn chế với du khách đến từ Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden đã đổi màu sơn do ông Trump đề xuất cho không lực một Air Force One. Mỹ sẽ giữ thiết kế màu xanh trắng cho chuyên cơ không lực một thay vì màu đỏ, trắng và xanh tím than được cựu Tổng thống Trump đề xuất. Không quân Mỹ hôm 10 tháng 3 thông báo, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lựa chọn màu sơn xanh lam và trắng cho hai phi cơ Boeing 747 đang được chế tạo làm chuyên cơ không lực một trong tương lai. Dự án chế tạo chuyên cơ mới cho Tổng thống Mỹ cũng sẽ tiếp tục bị chậm tiến độ khi không quân Mỹ thông báo thời hạn dự kiến bàn giao máy bay bị lùi sang năm 2027-2028. Thiết kế mới tương đồng với cách phối màu xuất hiện từ thời Tổng thống John F. Kennedy nhưng sử dụng tông màu xanh lam đậm hơn. Phần bụng của máy bay cũng loại bỏ những phần kim loại được đánh bóng do vật liệu chế tạo dòng 7478 không cho phép làm điều này. Không quân Mỹ đã quyết định từ bỏ thiết kế sơn đỏ, trắng và xanh tím than được cựu Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 6 năm 2019 do các nghiên cứu cho thấy màu xanh đậm ở phía bụng sẽ khiến cho phi cơ hấp thụ nhiều nhiệt và vượt ngưỡng chịu đựng của một số hệ thống điện tử tinh vi, cản trở khả năng duy trì liên lạc giữa Tổng thống với quan chức dưới mặt đất. COVID-19 làm trầm trọng thêm nguy cơ bạo lực súng đạn đối với trẻ em tại Mỹ. Bạo lực súng đạn trong nhiều năm qua là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em tại Mỹ.
Tình trạng này thậm chí đã gia tăng đột biến kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và đồng thời khoét sâu thêm sự bất bình đẳng sắc tộc tại Mỹ. Đó là kết luận được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu mới do JAMA Network Open công bố. Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích dữ liệu về các vụ tấn công bằng súng gây thương vong cho trẻ em trong giai đoạn từ năm 2015 cho đến năm 2021 tại 4 thành phố lớn của Mỹ, đó là New York, Los Angeles, Chicago và Philadelphia. Kết quả cho thấy tình trạng bạo lực súng đạn đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Đáng chú ý, số trường hợp gây thương vong cho trẻ em đặc biệt tăng cao. Xét về yếu tố chủng tộc và sắc tộc, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự chênh lệch gia tăng rõ rệt. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2015 đến đầu năm 2020, trẻ em da màu tại các thành phố trên có nguy cơ thương vong do súng đạn cao gấp 27 lần so với trẻ em da trắng. Tuy nhiên, trong hai năm 2020 và 2021, nguy cơ này gấp 100 lần. Ngoài ra, trẻ em xuất thân từ châu Á và các nước nói tiếng Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng bởi bạo lực súng đạn nhiều hơn so với trẻ em da trắng. 5 người bị bắt ở Mexico vì bắt cóc và sát hại công dân Mỹ. Chính quyền Mexico đã bắt giữ 5 người có liên quan tới vụ bắt cóc dẫn tới chết người đối với 4 công dân Mỹ. 4 công dân Mỹ, 2 trong số đó đã tử vong, đã bị chĩa súng và bắt giữ sau khi vượt qua biên giới vào bang Tamaulipas đầy tội phạm của Mexico trên một chiếc xe tải nhỏ. Trong đó, một người tới Mexico để phẫu thuật thẩm mỹ. Công tố viên Irvin Barrios của bang Tamaulipas cho biết, lệnh truy nã đã được ban bố đối với 5 người vì tội bắt cóc và giết người. Đây chính là 5 người đàn ông được tìm thấy hôm 9 tháng 3 với hai tay bị trói trên một con phố ở thành phố Matamoros, dường như là do các thành viên của băng đảng Golf Cartel vứt lại. Phương tiện truyền thông Mexico đã đăng một tuyên bố có chủ đích từ Golf Cartel cho biết nhóm này xin lỗi về việc bắt cóc. Nhóm quyết định giao thủ phạm cho chính quyền vì họ đã hành động mà không có sự cho phép của người đứng đầu băng đảng. Một nghi phạm khác được cho là đối tượng canh giữ các công dân Mỹ đã bị bắt trước đó. Chính quyền Mexico tin rằng những kẻ buôn ma túy đã nhầm các công dân Mỹ là đối thủ của mình và bắn vào họ khi họ cố gắng trốn thoát. Ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc. Ông Lý Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được bầu làm Thủ tướng của Trung Quốc thay cho ông Lý Khắc Cường. Tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức là Quốc hội Trung Quốc khóa 14, được tổ chức trong sáng ngày 11 tháng 3 với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu, Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Lý Cường, 63 tuổi, đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng kế nhiệm ông Lý Khắc Cường. Ngoài ra, trong phiên họp này, ông Lưu Kim Quốc được bầu làm chủ nhiệm của Ủy ban Giám sát Nhà nước, cơ quan giám sát các hoạt động chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc. Ông Trương Quân được bầu làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Và ông Ứng Dũng được đề cử chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đường phố Paris ngập rác. Khoảng 4.500 tấn rác chất đóng khắp các tuyến phố ở thủ đô Paris do dân vệ sinh đình công để phản đối cải cách chế độ hưu trí. Giới chức Paris ngày 10 tháng 3 cho biết khoảng 800 tấn rác được tập kết trên các tuyến phố mỗi ngày cản trở hoạt động đi lại của người đi bộ. Trong gần một tuần, nhân viên vệ sinh thu gom rác đình công để phản đối với các cải cách hưu trí. Nhiều chủ nhà hàng, khách sạn đã lo sợ hoạt động kinh doanh bị giảm sút khi rác thải chất đóng trên nhiều tuyến phố ở các quận nội thành. Công đoàn khách sạn Pháp cho biết doanh thu của các khách sạn ở thủ đô đã giảm 50% trong tuần qua. Trong khi đó, công đoàn nhân viên thu gom rác, đơn vị tổ chức đình công chưa ấn định ngày nối lại dịch vụ. Tình trạng rác thải chất đóng ở Paris là một trong nhiều hệ quả từ làn sóng đình công phản đối cải cách hưu trí đang lan rộng ở Pháp. Liên quan đến vấn đề sở hữu súng sau vụ xả súng ở Hamburg. Một ngày sau vụ hung thủ xả súng kinh hoàng ở thành phố Hamburg hôm 9 tháng 3 khiến cho 7 người thiệt mạng, đã có nhiều tiếng nói ở Đức kêu gọi cần phải siết chặt hơn nữa quy định sở hữu súng đạn ở nước này nhằm ngăn chặn các vụ thương tâm tái diễn. Phát biểu trên kênh truyền hình ERD, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Faeser kêu gọi một lần nữa hãy xem xét lại dự thảo sửa đổi súng đạn ở Đức để xem có các lỗ hổng hay không.
Ngoài ra, luật súng đạn tương lai cũng cần có quy định rõ về việc giám định sức khỏe tâm thần đối với những người xin cấp thẻ sở hữu súng đạn. Điều này sẽ đòi hỏi sự vào cuộc của ngành y tế, nhất là những trường hợp xin cấp lần đầu. Bên cạnh đó, cũng cần phải có sự kết hợp tốt hơn giữa các cơ quan liên quan trong việc xét duyệt hồ sơ và quản lý giấy phép sở hữu súng đạn sau khi cấp, chẳng hạn như khi đương sự chuyển nơi ở. Bà Fraser nhấn mạnh, vụ xả súng đẫm máu tại Hamburg cho thấy rõ sự cấp thiết phải sửa đổi luật sở hữu súng đạn ở Đức. Cho đến nay, kế hoạch cải cách luật sở hữu súng đạn ở Đức vẫn chưa được thực hiện, một phần là do sự phản đối của đảng Dân chủ Tự do, FDP. Sau vụ xả súng cách đây 2 ngày tại Hamburg, đảng Xanh, đối tác lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền ở Đức, đã gây sức ép để đẩy nhanh việc sửa đổi luật này. Ấn Độ xác nhận có 2 ca tử vong đầu tiên vì cúm AH3N2. Theo Y tế của Ấn Độ ngày 10 tháng 3 đưa ra khuyến cáo các bang phải nâng cao cảnh giác sau 2 trường hợp tử vong vì cúm AH3N2 được ghi nhận tại nước này. 2 ca bệnh này được ghi nhận tại bang Haryana ở miền Bắc và Karnataka tại miền Nam. Các trường hợp tử vong phát sinh trong bối cảnh số ca bệnh cúm gia tăng trong những tháng đầu năm nay. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, mạng lưới các phòng thí nghiệm thuộc Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ đã theo dõi thường xuyên virus cúm ở người trên những bệnh nhân mắc bệnh hô hấp cấp tính nặng và bệnh giống cúm. Các xu hướng quan sát được từ đầu năm nay cho thấy sự chiếm ưu thế của virus H3N2 tại Ấn Độ. Số ca bệnh mang virus cúm AH3N2 chiếm gần 80% tổng số virus cúm được tìm thấy trong các mẫu lấy từ những người mắc bệnh cúm. Cúm B Victoria, một phân nhóm của cúm B, là phân nhóm virus phổ biến thứ hai, chiếm 14% số ca bệnh. Còn cúm AH1N1, còn được gọi là cúm heo, đứng thứ ba với 7%. Ngân hàng SVB của Mỹ sụp đổ trong chưa đầy 48 giờ ra sao? Sáng ngày 10 tháng 3 giờ địa phương của Mỹ, ngân hàng có tên là Silicon Valley Bank, SVB, đã chính thức dừng hoạt động, đánh dấu sự sụp đổ lớn thứ hai của một tổ chức tài chính trong lịch sử Mỹ kể từ năm 2008. Theo CNBC, giới chức California đã đóng cửa SVB và giao lại cho Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ FDIC để quản lý. Đơn vị này sẽ thanh lý tài sản của SVB để trả cho người gửi tiền và các chủ nợ của ngân hàng. Điều đáng chú ý, SVB là ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ với khối tài sản 209 tỷ Mỹ kim đã sụp đổ chỉ trong chưa đến 48 giờ. Vậy, điều đó đã xảy ra như thế nào? Và tờ Wall Street Journal đã đưa ra một số câu hỏi và giải đáp đã giải thích những gì vừa diễn ra. SVB là ngân hàng gì? SVB Financial là công ty mẹ của Silicon Valley Bank, ngân hàng phục vụ nhiều start-up và công ty đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon. Trong đại dịch, những khách hàng đó đã tạo ra rất nhiều tiền mặt dẫn đến lượng tiền gửi tăng đột biến tại ngân hàng này. Kết thúc quý 1 năm 2020, SVB có tổng số tiền gửi hơn 60 tỷ Mỹ kim. Tuy nhiên, con số đó đã tăng vọt lên gần 200 tỷ Mỹ kim vào cuối quý 1 năm 2022. SVB làm gì với số tiền đó? SVB Financial đã dùng hàng chục tỷ Mỹ kim để mua hai loại tài sản được coi là an toàn nhất, chủ yếu là trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn và chứng khoán bảo đảm bằng tài sản thế chấp được chính phủ hậu thuẫn. Quy mô danh mục chứng khoán của SVB đã tăng từ khoảng 27 tỷ Mỹ kim trong quý 1 2020 lên 128 tỷ Mỹ kim vào cuối năm 2021. Vậy thì tại sao điều đó lại là rắc rối? Có thể nói những chứng khoán trên hầu như là không có rủi ro vỡ nợ. Vấn đề này không hẳn lớn trừ khi ngân hàng đột ngột cần bán ra số chứng khoán đó. Do lãi suất của thị trường tăng cao hơn rất nhiều, số trái phiếu trên đột nhiên có giá trị thấp hơn rất nhiều trên thị trường mở so với giá trị trên sổ sách của ngân hàng. Kết quả là ngân hàng phải bán lỗ và bán càng nhanh càng tốt để không bị lỗ nặng hơn. Khoản lỗ chưa thực hiện của SVB trên danh mục đầu tư chứng khoán đến cuối năm 2022 chênh lệch giữa số tiền đã đem đi đầu tư và giá trị hợp lý của chúng, fair value, đã tăng lên hơn 17 tỷ Mỹ kim. Vậy thì còn vấn đề nào nữa? Cuối cùng, dòng tiền gửi vào SVB đã đảo chiều do khách hàng của họ cạn tiền sau một thời gian đốt tiền, gặp khó trong kinh doanh và khó huy động vốn mới.
Việc lãi suất huy động tăng mạnh theo các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã khiến cho chi phí huy động tiền gửi trở nên đắt đỏ hơn nhiều. Lượng tiền gửi tại SVB giảm gần 200 tỷ Mỹ Kim vào cuối tháng 3 năm 2022 xuống còn 173 tỷ Mỹ Kim vào cuối năm đó. Sang năm 2023, tình hình còn có phần nghiêm trọng hơn. Ngày 19 tháng 1, SVB dự báo tiền gửi sẽ giảm trung bình một chữ số. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 3, họ đã điều chỉnh dự báo lên mức 2 chữ số. Dự định của SVB là gì? Ngày 8 tháng 3, SVB cho biết đã bán một lượng lớn trái phiếu trị giá 21 tỷ Mỹ Kim vào thời điểm bán ra, chịu lỗ khoảng 1,8 tỷ Mỹ Kim sau thuế. Mục đích của ngân hàng này là thiết lập lại mặt bằng thu nhập từ lãi suất và đồng thời tăng cường sức khỏe của bảng cân đối kế toán để đáp ứng nhu cầu rút tiền ẩn cũng như là tài trợ cho các khoản vay mới. Ngoài ra, SVB cũng đặt kế hoạch huy động thêm 2,25 tỷ Mỹ Kim vốn mới. Sau thông báo vào tối ngày 8 tháng 3, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn đối với SVB. Cổ phiếu của họ lao dốc mạnh, khiến cho việc huy động vốn mới càng khó khăn hơn và cuối cùng SVB phải hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu. Thậm chí là một số công ty đầu tư mạo hiểm đã bắt đầu tư vấn cho các công ty trong danh mục rút tiền gửi khỏi SVB. Theo hồ sơ của các cơ quan quản lý California, đến ngày 9 tháng 3 thì khách hàng đã rút 42 tỷ Mỹ Kim tiền gửi khỏi SVB. Điều này khiến cho SVB rơi vào cảnh cạn kiệt tiền mặt. Điều gì sẽ xảy ra với tiền gửi của khách hàng? Có không ít khoản tiền gửi đủ lớn để không thuộc diện FDIC bảo lãnh. SVB cho biết ước tính đến cuối năm ngoái có 151,5 tỷ Mỹ Kim tiền gửi là các khoản có quy mô vượt quá giới hạn bảo hiểm của FDIC. Ngày 10 tháng 3, FDIC thông báo khách hàng của SVB sẽ có toàn quyền tiếp cận các khoản tiền gửi được bảo hiểm vào sáng thứ hai tuần sau. Đến nay thì cơ quan này vẫn chưa xác định được lượng tiền gửi không được bảo hiểm. Tuy nhiên, những người gửi tiền không được bảo hiểm sẽ nhận được một khoản trả trước trong tuần tới. Các trường hợp còn lại sẽ nhận được chứng chỉ nhận tiền sau khi FDIC thanh lý tài sản của SVB. Tại sao cổ phiếu của các ngân hàng khác lại bị ảnh hưởng? Vốn dĩ, niềm tin của nhiều nhà đầu tư vào nhóm cổ phiếu ngân hàng đã bị lung lay sau vụ sụp đổ ngân hàng Silvergate cách đây không lâu. Đến vụ sụp đổ của SVB thì nhà đầu tư đã ồ ạt bán tháo cổ phiếu ngân hàng. Cổ phiếu của một số ngân hàng cỡ trung như là First Republic Bank và Signature Bank đã bị tạm dừng giao dịch vào sáng 10 tháng 3 vì giảm giá quá sâu. Tác động của lãi suất tăng đối với danh mục đầu tư chứng khoán của các ngân hàng không chỉ giới hạn trong SVB. Tại tất cả những ngân hàng được FDIC bảo lãnh, tổng giá trị khoản lỗ chưa thực hiện trên danh mục đầu tư chứng khoán lên tới 620 tỷ Mỹ Kim tính đến quý 4 năm 2022. Và bài học rút ra là gì? Một trong những câu hỏi lớn được đặt ra sau sự kiện SVB sụp đổ là những ngân hàng nào đã đánh giá sai về sự tương xứng giữa một bên là chi phí và tuổi thọ của lượng tiền gửi mà họ huy động được, và bên còn lại là lợi suất và kỳ hạn của tài sản mà họ sở hữu. Điều này rất khác so với câu hỏi về những khoản nợ xấu khổng lồ đã thổi bùng lên cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Khi tiền chảy vào các ngân hàng trong đại dịch, việc mua trái phiếu ngắn hạn hoặc là gửi tiền mặt sẽ giúp cho các nhà băng tránh khỏi rủi ro lãi suất tăng. Tuy vậy, điều này làm giảm thu nhập. Và không may cho họ, đặc biệt là SVB, chính việc đi tìm lợi suất an toàn lại gây ra rắc rối không hề nhỏ. Và đến đây thì bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel sáng nay xin được khép lại. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý vị. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Mời quý vị tiếp tục bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Thay mặt cho ban biên tập, Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.